chào tổng, chào anh chị nha. Thì Nhiên làm cái đoạn cái clip này cũng ngắn thôi anh chị, tại Nhiên rất là bức xúc. Một người mặc đồ mặc quân phục thì Nhiên thấy một người mặc đồ quân phục bên bên quân đội của chúng ta mà không biết là cái người này là mặc quân phục đó là thật hay là giả, Nhiên không biết mà thấy là mang mang hàm nè, mang hàm nè, rồi mang bảng tên nè, mặc đồ quân đội của chúng ta chụp chung với cái bọn ngụy quân ngụy quyền. Nhưng mong sao tất cả nhưng mong sao bên lực lượng an ninh điều tra ra cái hình ảnh này. Thì Nhiên có đăng lên trên cái trang Ngọc Diệp đó cô bác anh chị, thì Nhiên thấy một người mặc đồ quân đội có bảng tên là thượng úy bên quân đội chụp chung với những cái bọn mặc đồ ngụy quân ngụy quyền, thì không biết á, cái người này là thật cái người mặc đồ quân đội đó mà mang hàm thượng úy và bảng tên đó, thì không biết là người này thật hay giả. Thì Nhiên nhờ an ninh, lực lượng an ninh, Nhiên nhờ lực lượng an ninh điều tra ra đây là một người mặc đồ bộ đội biên phòng. Không biết người này mặc bộ đồ bộ đội biên phòng đó người thật hay là người giả là Nhiên chưa có xác minh là chính xác nha. Thì người này có đeo bảng tên và đeo đeo cầu vai là thượng úy. Thì Nhiên mong sao lực lượng an ninh điều tra ra cái người này thật hay giả để mà thứ nhất là kỷ luật và khai trừ anh ta ra khỏi đảng nhà nước của chúng ta, khai trừ anh ta ra khỏi đảng nhà nước của chúng ta. Tại sao dù anh ta thật hay là giả mà người này không biết, thì không biết người này thật hay giả, miễn người này thật thì người này có ý đồ gì, muốn sao người này người thật thì người này sao là người tha hóa biến chất nha. Nhưng gọi là miễn người này thật thì gọi người này là một người bộ đội biên phòng thượng úy bộ đội biên phòng có cầu vai có bảng tên, thì người này như gọi là tha hóa biến chất và muốn xóa đi công công lao của ông bà của chúng ta đã đổ máu xương, là đổ máu xương hy sinh mạng sống để gìn giữ cái đất nước này nha cô bác anh chị. Con người mà một người mà bộ đội biên phòng mà mặc đồ biên phòng mà chụp chung với cái bọn ngụy quân ngụy quyền mấy giờ đồng hồ này đó, mạng đang lan truyền trên không gian mạng, mà người này có thật đi chăng nữa thì người này gọi là sao, tha hóa biến chất và lấy tiền của bọn ngụy quân ngụy quyền và muốn sao bôi nhọ là xúc phạm lên hình ảnh công lao xương máu của ông bà của chúng ta đã gìn giữ quê hương vậy, gìn giữ đất nước của chúng ta là điều Nhiên đang nói cái người này. Rồi tới tiếp theo cái là cái bọn ngụy quân ngụy quyền tiếp anh chị, ông bà chúng ta cả nước của chúng ta cái thời mà chống bọn giặc ngoại xâm, từ thời chống giặc 1.000 năm đô hộ giặc Tàu ông bà ta đã hy sinh, 100 năm ông bà ta đã chống giặc Pháp, 20 năm ông bà chúng ta chống giặc Mỹ, anh chị nghĩ đi, thì ông bà chúng ta chống bọn giặc đó để gì, gìn giữ cái đất nước này để cho con cháu là thời của chúng ta nè, chúng ta được ăn ngon, chúng ta đang mặc đẹp, chúng ta đang được hạnh phúc này, chúng ta đã ăn ngon mặc đẹp này, chúng ta được hạnh phúc này không phải là nhờ công lao ông bà ta đã đổ máu hy sinh mạng sống để gìn giữ độc lập tự do để cho con chúng ta được hạnh phúc không, mà cái người bộ đội biên phòng thượng úy mặc đồ bộ đội biên phòng này dù họ có thật thì người này
là một người tha hóa biến chất, tham tiền của bọn giặc ngoại bang, tham tiền của bọn giặc nước ngoài. Cho nên cái trái tim của họ không còn là đảng viên nhà nước nữa. Nhưng mong sao á, bên ngành lực lượng an ninh điều tra ra cái người mà thượng quý mặc đồ bộ đội biên phòng phải điều tra ra để trả lời, để cho tất cả bà con cả nước của chúng ta, cô bác anh chị em và ông bà chúng ta đã nằm ở dưới chính suối để được sao được hãnh diện vì đồng tiền mà phủ nhận đi công ơn công lao của ông bà chúng ta đã hy sinh để gìn giữ đất nước, là tên thượng quý bộ đội biên phòng là điều thứ nhất. Nhưng nói qua cái tên này là tên thật nha, nói về tên giả thì hiện nay đất nước của chúng ta được phát triển như ngày hôm nay thì cái bọn giặc ngoại bang, tất cả cái bọn giặc ngoại bang nó là nước ngoài, tất cả nước đó thì nó muốn lăm le đất nước chúng ta, nó đang hại đất nước của chúng ta, nó đang hại cái giới trẻ như cái mầm non của bé Mon đó, đang hại rồi, nó đang hại về những cái mạng truyền thông rồi, là nó hại đất nước của chúng ta, là hại những cái thế giới trẻ như con của Nhiên là bé Mon rồi đó. Nó cố tình nó lăm le để nó hại, tìm đủ cách đủ kiểu để nó hại. Thì anh chị nghĩ đi, thì bắt đầu sao? Nó giả bộ bộ đội biên phòng để nó chụp chung với những cái thằng mà ngụy quân ngụy quyền, những cái thằng mà những cái mặc bộ đồ mà của thây ma, mà cái bọn mà tai sai đó, nó chết đi 45 năm rồi. Thì đấy anh chị, nó cố tình nó chụp đi những cái tên mặc đồ giả bộ đội biên phòng thượng quý mang cầu dai đó, thì nó giả để làm chi? Nó giả để nó lấy lòng tin người dân chúng ta, để cho nói là ôi bây giờ người dân bây giờ hả là bộ đội biên phòng bây giờ hả mặc đồ với những người này thế kia thì sao anh chị? Để làm chi? Cái đó là đánh lừa người dân của chúng ta. Nhưng mà thật sự Nhiên là một người dân bình thường, không có gia đình, Nhiên không có chồng, chính chị, chính anh, chính em, là một người mua bán bình thường, lao động. Nhưng mà Nhiên phải sao? Mình sống phải ngẩng cao đầu. Vì sao? Mình phải kinh doanh để tự lực tự cường. Để chi? Mình muốn đất nước mình phát triển thì mình phải kinh doanh. Cái bọn giặc ngoại bang nó đang lâm le để mà nó hại đất nước mình, như cái thằng mà bộ đội biên phòng giả danh nó chụp với bọn ngụy quân ngụy quyền, nó để chi? Nó trà lên cái xương máu ông bà của chúng ta, nó bôi nhọ lên xương máu ông bà của chúng ta, để nó tôn vinh những cái thây ma, cái bọn màu áo của bọn giặc ngụy quân ngụy quyền đó cô bác anh chị. Thì Nhiên mong sao an ninh công an Việt Nam điều tra ra cái người mặc đồ bộ đội biên phòng mang cầu vai là thượng quý, có bản tên, có cầu vai đàng hoàng, thì Nhiên mong sao á bên ngành lực lượng an ninh điều tra ra và xử lý cái tên này. Nghĩ sao vậy? Anh chị nghĩ sao? Người này là thật đúng không anh chị? Thật, cố tình mặc chung với cái bọn mà mặc đồ ngụy quân ngụy quyền vậy là ý sao? Ý có phải là muốn bôi nhọ lên, muốn xóa đi công lao ông bà của chúng ta đã hy sinh cho đất nước không? Cái tên mà bộ đội biên phòng, thượng quý bộ đội biên phòng, mặc đồ thượng quý bộ đội biên phòng đó, chụp chung hình với cái những cái bọn mà mặc đồ ngụy quân ngụy quyền, hay ho gì mà chụp chung với nó? Nó là cái bọn giặc tay sai, nó đem giặc về để mà sát hại đồng bào, sát hại nhân dân, nó giết ông bà của chúng ta. Như vậy mà cái tên mà mặc đồ bộ đội biên phòng này, mà mặc đồ bộ đội biên phòng này chụp chung với cái bọn mà mặc đồ ngụy quân ngụy quyền vậy, có xứng đáng không anh chị? Cái tên đó, cái tên tha hóa biến chất đó, nó có xứng đáng không anh chị? Nhưng nói trước nhất là cái tên mặc đồ bộ đội biên phòng thượng quý, mặc chụp chung với cái
cái đám mặc đồ ngụy quân ngụy quyền, ý nó làm sao? Nó ý nó là muốn xóa đi công lao của ông bà của chúng ta, đúng không anh chị? Ý đồ nó là muốn xóa đi công lao ông bà của đất nước của chúng ta. Ông bà chúng ta đã gìn giữ máu xương, ông bà chúng ta biết bao nhiêu mạng sống đã hy sinh để gìn giữ cái đất nước này, mà ngày hôm nay nó mặc bộ đội biên phòng, thượng quý bộ đội biên phòng mà nó chụp chung với cái bọn khốn nạn giặc ngoại bang như vậy đó anh chị. Mặc bộ đồ mà lính ngụy quân, bọn đồ mặc đồ ngụy quân ngụy quyền như vậy, hỏi anh chị có tức không? Nhiên nói thật lòng với anh chị, Nhiên công việc nhiều quá, Nhiên mà bắt Nhiên thấy như vậy Nhiên chịu không nổi, Nhiên rất là bức xúc, cho nên Nhiên phải lên làm clip ngồi đây nói chuyện với anh chị nè. Từ lâu 3-4 tháng nay Nhiên không lên, mà Nhiên thấy cái thằng mà này nó biến chất như vậy, nó tha quá biến chất như vậy. Mong sao á, lực lượng an ninh và các ngành các cấp điều tra ra, khai trừ thằng này ra khỏi đảng, nhà nước của chúng ta, khai trừ ra khỏi cái bộ máy của đất nước của chúng ta. Cái thể loại mà xóa đi không bao giờ nhớ ơn, mặc đồ bộ đội biên phòng mà không nhớ ơn công lao ông bà của chúng ta vậy. Những thể loại này có ngồi trên trên cái đó 10 năm, 20 năm nữa cũng không là cái gì, không làm gì mà để cho giúp cho đất nước mình, không bao giờ mà giúp ích cho nhân dân của chúng ta.